Đúng 13 giờ 30 phút chiều nay ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow có Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Liên bang Nga Menikov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cán bộ Duma Quốc gia Liên bang Nga, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đông đảo bà con người Việt Nam tại Liên bang Nga. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, có một số hoạt động tiếp xúc với các chính đảng, lãnh đạo địa phương và các hội hữu nghị doanh nghiệp của Nga và Việt Nam, gặp gỡ nhân viên đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Đặc biệt tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Liên nghị viện Việt Nam Liên bang Nga. Trước đó trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin đã cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất, đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài do Chủ tịch Quốc hội nước ta và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga là đồng chủ tịch ủy ban.